Xin chào tất cả các bác đang theo dõi kênh YouTube của cơ sở khuôn tổng hợp. Hôm nay cơ sở tiếp tục giới thiệu với các bác về bộ khuôn chậu lục giác rộng 60 kèm thành phẩm mà sau khi cơ sở đã đúc và sơn hoàn thiện. Ở bên cạnh đây chính là cái thành phẩm của bộ lục giác rộng 60 kèm chân kỷ với họa tiết là mẫu sen. Còn phần bên cạnh đây chính là cái bộ khuôn của nó. Đối với mẫu lục giác rộng 60 này thì nó có hai phần họa tiết, đó chính là phần hoa sen và chữ phúc lộc thọ. Khi các bác lấy khuôn có thể lấy toàn bộ là chữ phúc lộc thọ hoặc toàn bộ đều là mảnh sen, hoặc có thể lấy là 3 sen và 3 phúc lộc thọ. Đây các bác xem trên hình này chính là mẫu là 3 sen và 3 phúc lộc thọ. Trở lại với cái thành phẩm của cơ sở đã đúc và sơn hoàn thiện ở đây. Thì đây chính là cái phần họa tiết mẫu sen đây, 6 mặt của nó đều là hoa sen. Đây các bác xem một vòng xung quanh của cái thành phẩm đã đúc và sơn hoàn thiện của bộ lục giác rộng 60. Còn về phần kích thước của sản phẩm, đây em đo được chiều rộng phủ bì của hai cạnh song song, chính là tròn 60 cm. Còn phần lọt lòng của hai cạnh song song là 53 cm. Phủ bì của phần chéo cạnh là 69 cm. Và trong lòng của phần chéo cạnh là 60 cm. Thì phần chiều cao của lọt lòng, chiều cao lọt lòng là khoảng 37 cm. Chiều rộng bên trong của phần chậu, trong phần đáy này thì còn được là khoảng 32 cm đối với hai cạnh song song. Còn phần chéo cạnh bên trong lòng thì còn được khoảng 35 cm. Chiều cao tổng thể của cả chậu và cả chân ở đây đo được là 66 cm. Trong đó thì phần chân của nó là cao là 25 cm, và phần chậu này còn lại là khoảng 41 cm. Trở lại với bộ khuôn để đúc ra cái thành phẩm này. Đây là bộ khuôn của nó, được cấu tạo từ vật liệu là nhựa ABS và có lòng trong. Cả khuôn chậu và cả khuôn chân thì đều có lòng trong. Về phần cấu tạo của khuôn chậu thì bao gồm có 6 miếng vỏ ghép bên ngoài. Và liên kết giữa các vỏ ghép này thì bằng cái chốt nhựa truyền thống ở đây. Đây các bác chỉ cần vặn một vòng 90 độ dùng kìm để vặn thôi là có thể tháo lắp bộ khuôn này rất là dễ rồi. Còn ở bên trong đây chính là cái phần lòng trong của cái chậu 60 này. Thì cấu tạo của lòng trong thì bao gồm có 6 mảnh ghép lại với nhau và liên kết bằng ốc sắt. Và dưới cùng của lòng trong này sẽ là một cái tấm đáy. Đây em sẽ nhấc tấm đáy này cho các bác xem. Cái tấm đáy này của nó là có sẵn hai cái lỗ để thoát nước nhé. Và bên cạnh này thì sẽ liên kết với nhau bằng các ốc sắt đây. Con này rất là nặng và dày. Ở bên trong lòng trong này cũng có các gân các chỉ này, nó làm cho khuôn nó sẽ cứng và chắc chắn hơn. Còn đây là tấm vỏ ngoài của phần khuôn chậu đây. Đối với mẫu này thì em đang ghép dưới dạng là 3 chữ phúc lộc thọ và 3 mảnh sen. Các bác đặt hàng cũng có thể lấy là 3 chữ phúc lộc thọ, 3 mảnh sen, hoặc là lấy 6 tấm sen đều được, hoặc là cũng có thể lấy là 6 tấm đều là chữ phúc lộc thọ luôn. Ở dưới cùng của cái phần chậu này nó sẽ là cái tấm đáy nhá. Cấu tạo của phần khuôn chậu này gồm có 6 miếng vỏ ngoài và một tấm đáy đây. Đây chính là phần tấm đáy. Phần dưới cùng của chậu sẽ là phần chân đây. Phần khuôn chân thì có cấu tạo tương tự như phần khuôn chậu thôi. Ở bên ngoài cũng là cái 6 miếng vỏ ngoài.
và liên kết với nhau bằng ốc nhựa. Còn ở bên trong thì cũng cấu tạo bằng miếng ghép, 6 miếng ghép lại với nhau và liên kết bằng ốc sắt. Đây chính là cái phần vỏ ngoài đây. Đây, cuối cùng là cái lòng trong này, lòng trong của cái chân này. Và cái chân này thì lòng trong nó có độ vát nên chúng ta khi tháo khuôn cũng rất là dễ thôi. Và trong lòng trong của chân này thì cũng có các đường gân này, đường gân này liên kết với các ốc sắt này để làm cho cái chân này càng chắc chắn hơn. Vừa rồi là em đã giới thiệu chi tiết với các bác về bộ khuôn chậu lục giác rộng 60 kèm chân kỷ. Sản phẩm có bán tại cơ sở khuôn tổng hợp. Các bác đặt khuôn có thể liên hệ với số điện thoại và Zalo được ghi trên màn hình. Và ngoài mẫu khuôn này thì cơ sở khuôn tổng hợp còn có rất nhiều mẫu khuôn khác. Các bác có thể tham khảo tại website khuôntổnghop.com. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo.